Trước khi vào video này thì các bạn lưu ý rằng video này chỉ mang tính chất vui vẻ giải trí trong những giờ học tập và làm việc căng thẳng mà thôi, không có suy cho bất kỳ hành động xấu nào hết. Và đặc biệt hơn hết, đây chỉ là game, các bạn không được bắt chước theo nha. Còn bây giờ thì let's go. Hello, hello, chào chào mọi người, chào mừng quay trở lại với kênh YouTube Quyền và trong bản đồ quay trở lại với channel của Xin Đâu Biết Sao Mà Là Tôi Được Đây. Bao nhiêu lâu rồi chúng ta lại không quay trở lại reaction cùng với nhau? Tôi cũng nhớ anh em mà có vẻ là một khoảng thời gian rất là lâu đó. Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ có tận hai sự comeback ở trên kênh của Xin Đâu Biết Sao. Một là sự comeback về reaction và hai là sự comeback về parkour. Đã rất lâu rồi mình không parkour cũng như không reaction cho các bạn coi đúng không? Bởi vì ngày hôm nay mình sẽ reaction những pha parkour siêu cấp VIP pro ở trên TikTok. Và đặc biệt hơn cái nữa nè, mình sẽ thử cover, hay nói đúng hơn là luyện tập những pha parkour đó cho các bạn coi luôn. Ghê không? Ghê chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Và trước khi bắt đầu, nếu như mình đã đi ngang qua không người đã té đập mặt vào cái video này, các bạn đừng quên để lại một like, một xem xin lỗi nhưng mà comment cho YouTube của Shido Bishop, bởi vì những điều đó rất là nhỏ nhặt và rất là miễn phí đó các bạn. Nhưng nó lại là cái nguồn lực rất lớn để đâu có hay làm gì video hay cho các bạn xem đó nha. Và nếu như bạn nào có bất kỳ thắc mắc hay bất kỳ từ game hay bất kỳ những cái video parkour nào mà các bạn muốn được cover nữa, đừng quên để lại cái tên ở bên dưới nha các bạn ơi. Còn bây giờ đây, let's go. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến với cái video đầu tiên trong ngày hôm nay. Thì mới vào là chúng ta đã thấy cái nút rồi anh em à. Vậy là biết là nó sẽ là nâng cấp theo từng cấp độ rồi anh em. Rồi để coi coi là núp sẽ nhảy như thế nào nha. Rồi núp là đặt đất. Ui trời ơi, nhảy không được anh em ơi. Rồi còn bây giờ là Adventure. Ui Adventure là gì ta? Google dịch Adventure. Oh, là trung bình. Trung bình thì cũng nhảy lên được bước số 3 thôi anh em ạ. Để coi bờ rồ, tôi nghĩ là bờ rồ sẽ nhảy lên được cuối cùng nè anh em. Ủa bờ rồ không, mà không nhảy lên được cuối cùng luôn hả? Ủa tính ra là tôi thấy là cái này nó cũng không phải thuộc dạng quá khó các bạn ơi. Nè nó cũng không thuộc dạng quá khó, là nó chỉ là đặt block thôi chứ không phải là canh toán canh gốc các thứ nha. Đó. Nhưng mà bờ rồ anh em nhìn nè. Đó, đúng là bờ rồ nha, đúng là bờ rồ nha. Nhưng mà tội quả này tiếc á, gục ngã trước cổng thiên đường luôn á. Giống như kiểu là đang đau bụng nhưng mà ở ngoài đường cố gắng chạy xe về nhà, về tới nhà chạy tới ngay trước cái cửa nhà vệ sinh rồi nhưng mà nó lại không kìm lại được nữa anh em. Gục ngã trước cổng thiên đường á. Rồi để coi hacker nhảy làm sao nha. Rồi Ủa có như đó nè. Ủa tôi tưởng đâu là sẽ còn một cái đoạn kiểu nó dài ở phía sau nữa chứ ta. Ủa là có như đó thôi hả anh em? Không sao, chơi luôn anh em. Được rồi, và bây giờ chúng ta sẽ thử cái pha của hacker này nha các bạn ơi. Rồi cách nhảy thì đầu tiên là mình sẽ nhảy lên, mình đặt một block ở đây ha. Xong rồi mình nhảy lên, mình đặt một block ở đây. Xong đây mình phải đặt hai block, bởi vì hai block thì nó mới có thể nhảy lên được nha các bạn ơi. Còn đi một block như thế này thì nhảy sẽ không tới nè anh em. Đó, nhảy không tới nha các bạn. Và ở tiếp theo ở đây nó cũng tương tự nha các bạn. Ồ, hình như ở đây nó gần quá anh em ơi. Ở đây mình phải cho nó xa ra một xíu. Đây ở đây. Đó, nhảy qua đây, đặt hai lớp như này xong rồi nhảy qua đây. Thì ở đây nó chỉ có đúng một sợi chỉ thôi nha anh em. Đặt xong hai cái lớp này là phải đổi cái thuyền xong nhảy đây, đặt cái thuyền xuống là nhảy qua đây liền nha các bạn. Ở trong video là người ta đặt các bạn nó đặt một cái hàng chỉ rất là dài mà ở đây mình đặt một sợi chỉ cho nó khó xíu ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi mình làm thử nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ thử coi là mình làm bao nhiêu lần thì được nha các bạn. Rồi, vô. Ui! Ôi, ok, một lần không thành công rồi nha các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ làm lại lần thứ hai nha. Oh my god, nó sẽ khá là căng anh em. Mình chắc mình cần phải luyện tập rất là nhiều luôn á. Tôi nghĩ là mình phải luyện tập nhiều để mình còn quen với lại cái hướng di chuyển đó các bạn. Rồi vô nè, một cục ở đây. No, trời ơi, gục ngã trên cổng thiên đường là có thiệt các bạn ơi. Còn quả cuối thôi là được rồi. Ok, lần thứ ba nè. Ôi, tôi bị lầm quá, tôi quên mất là phải đặt chiếc thuyền anh em ạ. Lần thứ tư tôi qua được một lần rồi, không lẽ không được qua được lần nữa đúng không anh em? Chỉ qua cái chân nè, cái cổ nè, nó xăm mắt nè, để nhìn cho rõ hơn nè, cũng muốn tao muốn chân nè. Ok rồi, mời tập trung anh em ơi. Ok, tĩnh tâm rồi. Ê, tĩnh tâm vậy là mày lắm luôn á cô. Ok, không nói nhiều nữa anh em, tôi sẽ cố gắng. Đây là lần cuối cùng của mình. Ủa 4 hay 5 lần ta? Ê tôi không nhớ tôi thử mấy lần nữa anh em. Anh em nhớ tôi thử mấy lần thì để lại bình luận phía bên dưới nha các bạn ơi. Ok, vậy là cái video đầu tiên. Mình đã bạn là tôi thích nha. Đến video tiếp theo nào, let's go. Rồi, và chúng ta sẽ đến với cái video thứ hai nha. Video thứ hai là cùng một người Trung Quốc anh em à. Nghe bảo là bên Trung Quốc nhiều pháp sư lắm. Nhưng mà không sao, mình sẽ coi thử coi là cái bạn này bắt cua như thế nào nha. Rồi ok, bắt cua còn biết xong anh em. Cái gì?
đặt cái miếng cảm ứng để cho cái cục bích xong nó đẩy lên em ha. Sốt à. Ok rồi, bây giờ là bạn này là bạn sẽ đầu tiên là bạn sẽ bắt cua bằng piston ha. Đầu tiên là đặt một cục piston, xong hai cục piston, xong rồi thêm một cục cảm ứng, hình như là có cục slam nữa nó mới đẩy cao vậy anh em ạ. Xong rồi bạn này bạn sẽ quăng ender beer. Rồi bạn này sẽ ngồi vô con heo này. Cái gì vậy nghe hả? Ê khoan từ từ. Bạn này nhảy tới. Ô! Bạn này đánh con heo, xong rồi ngồi lên con heo, xong rồi mới nhảy qua trục bên kia. Nani? Ô! Ui! Từ từ, cái chết này hay nè các bạn ơi. Để tôi đi thử cái chết này trước nha. Để tôi đi thử cái chết này trước xong rồi mình sẽ coi tiếp nha. Ok các bạn ơi, bởi vì cái này á là mang cái tính gọi là mình thí nghiệm trên con heo nên mình khỏi cần game mod không ha. Và thật ra thì trước khi mình nhảy thì mình cũng phải test trước chứ đúng không các bạn. Để coi có được không. Thì để mình còn mình xây mình map nữa. Thì sau khi test đó thì mình thấy được á là cái con heo này nè, nó sẽ khả thi nếu như mà ở đây là mình nhảy 4 block và ở đây là 3 block, đây này 1 2 3 nè không. Còn đây là 4 block này, 1, 2, 3, 4 nè. Đó, cái này là tôi test vậy thôi. Còn nếu như mà anh em test mà anh em thấy khác thì anh em phải để bình luận bên dưới nha. Thì đánh dễ lắm anh em. Chạy tới ha, đánh heo xong ngồi lên xong ngồi đó. Heo nó sẽ đi qua với mình luôn nha. Ok, rồi làm lại một lần nữa thử nha các bạn. Đây, để heo ra ha. Nè, nhảy lên, đánh ngồi xong xuống. Đó, trời ơi. Cái này mà để gọi là áp dụng vô mấy cái kiểu map xe bắt cua rồi đó anh em. Là hơi bị bắt cháy bò chét luôn á bạn. Mặc dù là mình nhảy 3 block với 4 block thì khá là bình thường nè. Đó, nhưng mà nếu mà có con heo này vô á, trời ơi, nó sẽ là một đỉnh cao nghệ thuật tuyệt tác luôn anh em ạ. Cái này phải lúc nào cũng thành công luôn đúng không? Nè, đánh xong nhảy. Rồi lại lần nữa ha. Nè. Đó, mình phải đánh từ dưới lên nha anh em, chứ đánh từ trên xuống là không nha. Nè, tức là vậy nè. Anh em phải nhảy vậy đó. Đó, thấy không? Vậy thì được nha. Còn nếu như mà anh em nhảy cao hơn con heo xong mà anh em đánh nó sẽ bị xuống dưới á, ví dụ nè. Nhảy lên đánh xong suốt đó. Vậy là những cái lần mà tôi bị miss là do tôi nhảy ngu thiệt chứ không phải là do. Rồi tiếp nè, bây giờ là cái này là cái cách bắt cua mà cũng rất nhiều bạn bờ rồ thử rồi anh em ạ. Cũng rất nhiều bạn bờ rồ làm rồi. Ủa khoan từ cái gì vậy, sao nhanh quá vậy. Ủa từ cái gì vừa diễn ra vậy anh em. Khoan từ để tôi coi thử coi cái gì vừa diễn ra vậy, sao không lấy thuyền nhanh như vậy. Rồi bật cửa nào, rồi ok. Ủa, từ, khoan quay đùm mí nịch. Sao cái gì nhanh như vậy? Để tôi coi lại coi. Nani? Lấy thuyền nhanh. Tôi thử anh em. Tôi sẽ thử coi tôi có thể lấy thuyền nhanh với cái tốc độ này không nha. Thử nha. Rồi đây, bây giờ mình sẽ đặt một cái rương ở đây ha. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ thuyền vô đây. Rồi bây giờ mình sẽ coi là mình lấy thuyền có nhanh được không nha anh em. Rồi bây giờ nha, nếu mình lít mình giữ ship này xong mình lít vô bình thường như này á thì nó không giống video được anh em, nó không hề giống video luôn nha, nó rất là chậm luôn. Bây giờ mình sẽ thử dùng con chuột chuyên dụng của mình. Bình thường là mình sẽ dùng con chuột này. Đây là cái con chuột mà bình thường mình chơi tại mình thấy nó cầm nhỏ gọn tay để mình chơi Minecraft. Nhưng khi mà để nói về chuột chuyên click của mình thì mình sẽ dùng cái con Bloody A này anh em ạ. Con này thì nó sẽ giúp cho mình đánh khá là nhanh luôn. Tại vì cái click của nó khá là nhạy anh em, tức là mình click bao nhiêu cái là ra bấy nhiêu cái luôn. Còn cái con Logitech này thì click nó cũng nhanh nhưng mà mình chỉ click được 12 CPS với con này thôi. Còn cái con này mình click lên được tầm khoảng gần 20 CPS lần anh em. Cái đó là lâu lắm mà tôi chưa có luyện tập mấy mát. Rồi ok, bây giờ thì mình sẽ thử click bình thường với con chuột Bloody này trước nha. Thì nó cũng giống như cái kia anh em ha. Rồi bây giờ mình sẽ thử click bây giờ mình sẽ thử chích butterfly click thử nha. Nó hơi hụt xíu anh em ạ. Sao lại hụt hai thuyền ta. Từ đó nè. Ủa sao lại hụt hai thuyền ta. Ui ôi mình phải kéo theo nhịp anh em, phải kéo theo nhịp mới được. Ui nói chung thì cũng được đó các bạn ơi, cũng được nhưng mà hình như là trong video người ta làm nhanh hơn thì phải các bạn. Hình như trong video các bạn kia bạn làm nhanh hơn đó. Anh em nhìn tôi nè đó, anh em nhìn tốc độ click của tôi nè đó. Nói chung là click là bích fly cái thứ đồ lên này đó, nhưng mà nhìn nè, nó cũng không nhanh được như trong video của bạn đó ha. Kỳ vậy, hoặc có thể do tôi am kém anh em ạ. Có anh em nào làm được giống như trong video của các bạn đó không thì các bạn hãy để lại bình luận phía dưới cho biết nha. Chứ tôi click thì tôi chỉ được như này thôi anh em đó. Mình chỉ đường như này thôi, không hơn được. Hiện tại CPS của tôi đang là 15 đến 16 lần anh em ạ. Nhưng mà tôi kéo một đường qua như này nó vẫn không lấy được hết thuyền nữa các bạn. Rồi.
đó, tôi kéo một đường mà nó không lấy được hết thuyền nha. Mà các bạn trong video hả, bạn kéo một đường vậy nè, kéo một đường thôi lấy hết thuyền luôn em. Chắc là sơ bé của mình nó, chứ mà nó rất directly đó. Ui, đỉnh. Nói chung là directly thì tôi không làm được, bạn chuột của tôi nó không hỗ trợ cái đó anh em à. Ok thôi, bây giờ mình sẽ coi video tiếp nha anh em. Hồi nãy tôi thử cho anh em coi rồi đó, nhưng mà tôi làm không có được smooth bằng bạn này anh em à. Tôi làm nó cứ hơi bị giật giật, với cả là nó còn hơi bị kiểu thiếu thuyền xíu á nè anh em. Nhìn nè, bạn này lấy siêu smooth luôn, trời ơi, siêu nhanh luôn em, siêu smooth siêu nhanh luôn. Ui, không biết có phép thuật win enchanted không nhưng mà lấy nhanh quậy trưởng luôn á. Rồi ok, bây giờ bạn này sẽ cái đoạn này là bạn sẽ bấm cái gì ta, bấm cái chế tạo nhanh à, đây bấm chế tạo. Ừ, nhưng mà bấm chế tạo nhanh này cũng có nhanh quá rồi không, nó nhanh quá rồi không ba, nó nhanh quá rồi không, đợi tôi xíu nha. Ui ôi, bạn đó bấm vào trong bàn chế tạo nha, xong rồi bạn đó đứt thẳng qua bốn trang luôn em. Nhìn nè, nè đó thấy chưa nè, đứt thẳng qua bốn trang. Anh nhìn cái số đây nè, ui đứt thẳng qua bốn trang xong bấm chuẩn giúp bánh kem luôn em. Thánh thật sự là thánh luôn. Tôi học cái trích của Dream, là cái trích của idol của tôi là Dream, là tôi chế tạo cái thuyền khi mà tôi nhảy từ trên cao xuống á, là tôi đã phải mất đâu đó là nguyên một ngày, tôi phải làm đi làm lại, xong rồi tôi làm được đúng một pha duy nhất thôi đó các bạn, làm được đúng một pha duy nhất mà tôi muốn chẹo cái tay. Mà chưa kể là cái đó là đã sắp đặt trước là có cái gỗ, miếng gỗ ở giữa nè, đúng không? Chỉ cần mở lên cái là cái con chuột mình nghe miếng gỗ, là đem miếng gỗ lên lắp thuyền xong lấy cái thuyền ra là ok rồi. Còn ông này là không có gì sắp đặt trước luôn á má. Ôi nhìn nè, ôi kiểu như là tất cả mọi thứ ở trong cái kho đồ của ông đều sắp xếp theo kiểu nó mù lên đó, nhưng mà ông vẫn lấy chuẩn vải. Ôi nhìn nè, từ từ chuẩn vải anh em nhìn nè. Để coi, ông chế tạo cái quần mà, ông chế tạo cái quần bằng chế tạo nhanh. À. Rồi, ông chế tạo cái áo bằng chế tạo nhanh. Ui, click chuẩn vải luôn á. Từ từ, để coi lại nè. Tức là bạn này nha, sẽ lấy con chuột nè. Chỉ qua bên đây nha. Đầu tiên là bạn mở sách là mở sách sẵn đó. Là chỉ con chuột qua bên đây, bấm vô cái áo, xong rồi chỉ con chuột qua đây giữ ship, lấy áo xuống. Xong rồi bấm vô cái nón, giữ ship lấy cái nón xuống, xong bấm vô cái quần giữ ship lấy quần xuống. Ui nhưng mà nó có ảo quá không má má. Ui ảo vậy. Ôi ơi. Ôi ơi. Ui, từ từ. Sao chậm cái nhanh vậy? Ôi. Ôi, gì vậy? Trời ơi. Trời ơi, ông này chắc biết tới tầm gọi là godlit luôn á mấy má, không phải là dragblit nhưng mà là godlit luôn á. Gì căng vậy? Trời ơi. Ôi, ông còn cất đồ vô ngược lại nữa anh em. Ông lấy đồ ra, ông còn cất đồ vô ngược lại nữa anh em, nhìn nè. Đó, nè. Đó thấy không? Ông cất đồ vô ngược lại, ông cất cái bột xương vô ngược lại nữa mấy má. Trời ơi, quả trưởng thiệt. À, ông cất vô xong lấy ra lại ba. Nè, ông cất vô xong lấy ra lại nè, trời ơi. Trời ơi, rồi in trên đồ nữa. Ui, gì vậy? Ôi. Rồi, là chích con heo. Là đánh con heo ra anh em à. Rồi đánh. Ui, sao dọc ư? Thôi ông này thì tôi chịu nha, ông này tôi làm không được nha. Tôi chỉ làm mấy cái nhỏ nhỏ trong video này được thôi. Chứ còn mà ông mấy cái bình thường mà làm nguyên cái video là tôi làm không được nha. Tôi xin chịu thua nha. Tôi xin giơ tay rút lui thôi. Chắc đây bây giờ đây chắc ổng qua ở Canada Mafia rồi. Chịu. Tôi coi chóng mặt quá chuẩn luôn á. Trời ơi anh em. Rồi bỏ qua cái video chóng mặt này, chúng ta đến với cái video tiếp theo. Ok rồi cái video này. Ok. Rồi. À cái này thì dễ anh em, cái này thì dễ. Đây ông này ông sẽ xây một cái đường trích bắt cua như thế này, tầm khoảng 2 block. Cái này thì dễ anh em. Cái này thì dễ, tôi nghĩ là cái này là tôi làm được nè. Bây giờ để coi bạn này, bạn sẽ đặt như bạn bắn bắt cua như thế nào nha, có qua được hay không nha. Rồi. Damn. Trời ơi anh em, làm hơi bị đỉnh cao luôn á bạn ơi. Nhưng mà thật sự đây là một cái trích khá là dễ, mà ai cũng có thể làm được hết trơn á. Nó chỉ đơn giản là anh em tập, anh em click cho nó chuẩn xíu thôi là được à. Đây nè, đó là tập anh em click chuẩn xíu thôi là anh em làm được thôi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi thử nha. Ok, và màn bắt cua tiếp theo này nha các bạn ơi. Thì ở trong cái màn này á là anh em cần phải có 9 cái len đỏ như thế này. Sau đó anh em sẽ nhảy lên, anh em đặt 3 khối, 2 khối ở đây. Thì phải đặt 2 khối để mới nhảy qua được nha anh em. Đó, tại vì nó dài tận 3 block rồi anh em. Nó dài 3 block cao lận, nên là cái đây là cái hạn tối đa của Minecraft. Nhưng mà anh em nhảy bình thường, anh em không dùng trick gì á, là đây là cái hạn tối đa rồi, nên là anh em bắt buộc phải đặt 2 block này. Sau đó anh em đặt lên cái, rồi anh em tiếp tục đặt 2 block, rồi đặt lên tiếp tục đặt 2 block, rồi đặt lên cái nữa là về đích ha.
Đó thì cái đường đi của chúng ta sẽ là như thế này nha anh em ơi. Bây giờ mình sẽ đập những cái khói len màu đỏ này ra. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu thử nha. Ok, lần thử số 1. Yeah. Sao không tính nha, bị liệu anh em. Rồi lần thử số 1. Oh, một lần. Một lần. Oh my god, một lần. Quái trưởng thiệt, một lần anh em ơi. Ok, bây giờ mình sẽ thử mình làm lại lần thứ hai coi làm được không nha các bạn. Rồi, lần thứ hai nè. Đáng ra cái này phải để trước cái kia anh em ơi. Đáng ra cái này phải để trước cái kia bởi vì cái này nó dễ quá các bạn. Nó thật sự quá dễ luôn á. Rồi giờ tôi sẽ đi thử luôn lần ba coi được không nha anh em. Hay là do mình ăn may hai lần trước nha. Rồi, lần thử thứ ba nha các bạn. Nhầm. Quả đó là kỹ thuật chứ anh em. Đây, lần thử thứ ba nha. Ôi trời ơi, dễ quá anh em, dễ quá. Thôi cái đoạn này bắt cua quá dễ rồi. Anh em chấm cái đoạn này bắt cua bao nhiêu điểm thì anh em đừng quên để lại bình luận bên dưới nha. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với video tiếp theo nha. Video tiếp theo là một video dài các bạn ơi. Đây là một video dài nên mình nghĩ chắc là mình phải xây nguyên một cái đường bắt cua. Được của nó. Ôi, ông này còn xoay tới xoay lui nữa anh em à. Còn kiểu quay vòng cái thứ nó chóng mặt lắm luôn á. Ui. Rồi cái video này là mình phải xây một cái đường bắt cua thiệt dài luôn rồi các bạn ơi. Ok, rồi ông chế tạo cái xô nước, đặt xô nước xuống ngoài này, giọng lên đây bắn cung. Ui. Wow, cái này còn có kỹ năng bắn cung nữa các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu mình đi mình xây thử cái đường này. Xong rồi mình sẽ nhảy thử cho các bạn coi nha. Ok anh em ạ, sau một hồi gọi là ngồi nghiên cứu cũng như là coi đi coi lại thì mình đã xây lại được một cái đường giống y chang rồi nè các bạn ơi. Thì đây, bây giờ mình sẽ nhảy như đây ha. Mình bấm ba cái nút này. Đó, bấm vô. Xong bấm cái nút này, đó. Rồi sau đó mình sẽ nhảy qua bên đây. Ủa, sao nhảy mới lắc đâu vậy? Rồi nói chung là bấm lúc này thôi, mình sẽ nhảy xéo, mình nhảy vòng qua đây nha anh em. Thế mình nhảy lên trên đây, đó, vào trên đây bắt đầu mình nhảy vòng nè. Đó, như vòng, thấy chưa? Rồi bấm cái nút này, sau đó bắt đầu nhảy theo những thanh sắt lên trên đây. Rồi gạt đi, cần gạt nè anh em mà. Trời, nhìn có vẻ nó dễ thôi, chứ nó khó lắm nha các bạn. Sau đó mình sẽ dùng mấy cái lóc này nè. Mình sẽ đặt vòng lên đây, rồi đi qua bên đây, đặt ngược lại. Sau mình bước lên đây thì mình sẽ được dịch chuyển lên trên đây nha các bạn ơi. Sau rồi mình chỉ cần đi lùi về, vào trong đây nó sẽ có một cái cung. Cái này cung vô hạn để cho phòng trường hợp mình nhảy mít thì mình nhảy lại tiếp nha các bạn. Và sau đó mình sẽ đi dưới đây, có một cái con dân làng nó đứng dưới đây nè. Đó, mình bắn vào con dân làng này là ok nha anh em. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu thôi nè. Vô nè. Ui, cái đoạn này căng nha anh em, căng nha. Rồi, lại lần nữa. Hi. Quả đó bấm trúng rồi nhưng mà không lên được cái cục piston anh em à. Căng à, cái này có vẻ khá là căng đó các bạn. Qua được rồi. Yeah. Ôi, cẩn thận. Yeah. Đây sẽ là một đêm dài lắm mộng nè các bạn ơi. Shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. Some loose shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh, I feel like I'm losing my mind. Tôi đập bàn mà nó méo quá cam của tôi luôn anh em ạ. Oh my god. Tôi không tin được là cái màn này hả, là tôi phải tốn một khoảng thời gian khá là lâu luôn á. Tôi mất chính xác là 1 tiếng gần rưỡi anh em. 1 tiếng gần rưỡi cho một màn bắt cua này nha. Trời ơi, thoạt nhìn thì tôi tưởng đâu là nó dễ anh em, nhưng nó không hề dễ nha. Vào nhảy là mới biết nó khó quải trưởng luôn anh em. Đầu tiên là về cái pha bấm nút này là nó đã bắt đầu gọi là có một cái gì đó nó quải trưởng rồi nè. Đó, sao mà còn nhảy vòng qua đây nữa. Trời ơi. Hồi nãy anh em nhớ có cái đoạn mà tôi nhảy xuống không? Tức anh em mà tôi chết lại sụt tôi tức. Trời ơi, cái đoạn đó tôi mừng mà tôi đập bàn, tôi đập ghế luôn các bạn. Nhưng mà theo phản xạ thì cứ hoàn thành một pha bắt cua thì cái tay của tôi là bấm tắt nút quay anh em. Thế là không có lấy được cái react đó, trời cay thiệt chứ. Cái quả đó hơi bị mừng luôn á anh em. Trời ơi, ôi 1 tiếng rưỡi của tôi. Thấy trưởng này, có anh em nào đã thử bắt cua cái pha này chưa và thành công chưa á?
Thì anh em đừng quên để lại bình luận phía bên dưới cho Rô biết nha các bạn ơi. Thật sự đây là một pha khó. Nếu như chấm điểm thì mình sẽ chấm trong khoảng 7/10. Cái này là đối với những cái pha bắt cua dài thôi nha, chứ chưa phải là mấy cái trick bắt cua nha. Nó chỉ tính theo gọi là mấy cái pha bắt cua dài thôi. Nếu như mà có một con mắt bắt cua mà làm theo cái dạng này á, khó, siêu khó luôn. Ok, nói chung là sau khi nhảy xong cái này thì tôi đã nâng cao cái trình độ bắt cua của mình hơn một xíu rồi. Còn bờ rồ hơn hay không thì không biết. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến với màn bắt cua tiếp theo nha. Let's go. Rồi, cái gì đây? 1, 2, 3, 4, 5. Ê, đừng có nói là nhảy 5 block nha. Ê, cái này quen quá ta. Cái này hình như là tôi có coi một bạn youtuber nhảy cùng bắt cua mới nhảy này rồi. Rất là đỉnh luôn, bạn youtuber đó bắt cua rất là đỉnh luôn. Và phải nói thật là Minecraft là một trong những cái tựa game mà tôi phải thực sự là nể luôn. Bởi vì tất cả những cái kỹ năng bắt cua không phải là các bạn nhảy bừa là được đâu anh em. Tôi lúc nhảy bừa thì nó ăn may cũng được đó, nhưng mà nó cũng cần phải có kỹ năng, trình độ, cách thao tác phím. Và một trong những kỹ năng đó nữa đó chính là kỹ năng về hình học và tọa độ các bạn ạ. Tức là trong Minecraft mà để bắt cua mà chuẩn đó là anh em phải tính góc nè, tính tọa độ nè, tính kiểu tính nhiều lắm các bạn ạ. Và một trong những youtuber mà tôi theo dõi á có tên là UB3R. Thì cái bạn này là một trong những cái youtuber mà tôi rất là nể luôn, mà tôi có đăng ký các bạn này luôn. Bắt cua siêu đỉnh luôn anh em, đây là một youtuber nước ngoài bắt cua siêu đỉnh luôn. Và hồi đó thì là mình đang trên cái quá trình là học những cái trick bắt cua của bạn này, và mình có cover được vài đoạn, mình có học được vài đoạn và tính toán góc cũng như là làm lại được vài đoạn của bạn này làm. Nhưng mà sau đó thì những cái đoạn tiếp theo thì nó khá là khó đến cái mức mà tôi bó tay luôn các bạn ơi. Cái đợt đó tôi bị tuyệt vọng một thời gian nên tôi đã bỏ bắt cua một khoảng thời gian rất là dài luôn anh em. Ôi, nhưng mà tự nhiên bây giờ nhìn lại cái này tôi lại muốn bắt cua lại quá anh em. Tại vì bắt cua này khi mà nó ăn sâu vào máu nó mà đã đam mê rồi đó anh em à. Là anh em chỉ cần nhìn thôi là anh em sẽ muốn bắt cua liền. Có anh em nào mà đam mê bắt cua giống tôi đừng quên để lại bình luận phía bên dưới nha. Và nếu như anh em đẹp trai xinh gái á, bấm luôn cái nút like nha các bạn ơi. Tại chỉ có những người đẹp trai xinh gái mới bấm like cho cái video là được thôi. Muốn tin thì thử đi. Thôi cầu like cầu sub một xíu nhưng mà thôi anh em cố gắng ủng hộ tôi nha. Rồi, hình như đây là một trong những cái pha của UB3R anh em ạ. Này, tôi không biết là đọc tên các bạn nó đúng không, nhưng mà là nó đọc tên là UB3R. Mình đọc theo cái chữ Việt Nam thì nó hơi ấy xíu nhưng mà không sao. Đó, 5 block zoom. Đúng luôn anh em, đúng luôn. Nhưng mà cái này hình như là một bạn youtuber khác cover anh em. Cái này là một youtuber khác cover lại chứ không phải là bên của bạn UB3R. Ok. Đây là một trong những cái pha mà hồi xưa mà tôi không nhảy được đó anh em. Đây là một trong những cái pha mà hồi xưa tôi không nhảy được luôn á. Ui, nhảy cái này khó lắm luôn á. Ô qua được nè, người ta qua được. Hôm nay tôi qua không được đúng các bạn ơi. Huống hồ gì lại là còn phá bắt cua của idol tôi nữa. Đi thử luôn. Ok, và hiện tại mình đã có mặt ở trong cái map nhảy 5 block rồi các bạn ơi. Đây anh em nhìn nè, ở đây nó sẽ không có bất kỳ một cái block tàng hình nào hết nè. Không có một cái block berry nào ở đây hết. Và ở đây thì chúng ta sẽ có những cái block tiết xếp theo thứ tự như thế này các bạn ạ. Nó sẽ giúp cho cái bước nhảy của chúng ta nó kiểu đều đặn và kiểu liên tục đó các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ thử nhảy bước nhảy đầu. 3, 1, vô. Ok, bây giờ mình sẽ thử nhảy bước nhảy đầu tiên trước nha các bạn ơi. Thì bởi vì cái này là chỉ là nhảy thôi nên là mình sẽ để chế độ sáng tạo nha. Rồi, bây giờ mình Rồi bây giờ mình sẽ nhảy thử nha anh em. Rồi đứng đây ha. Nhảy lên. Đó, tôi cảm nhận được là bước chân của tôi hay nhảy liên tục luôn các bạn ơi. Đó. Ây da. Đoạn này bị vướng các bạn ơi. Wow. Căng này nha. Cứ nghĩ là phải đi hơi sát sát qua đây xíu anh em à. Để một xíu nữa lên trên kia thì mình bẻ lái qua cũng được, chứ mình nhảy sát ở bên phải quá thì bẻ lái không kịp anh em. Oh my god, theo như tôi tìm hiểu á thì cái cách sắp xếp này á để giúp cho chúng ta có thể nhảy một cái quãng đường ngắn nhưng với cái tốc độ bằng với cái việc mà chúng ta có thể nhảy liên tục 1000 block anh em ạ. Như các bạn biết đó, trong Minecraft thì chúng ta vừa chạy vừa nhảy nó sẽ tăng tốc độ chính xác rất là nhiều. Và theo như một video mà Dream đã nói thì để có thể nhảy được 5 block chúng ta phải nhảy liên tục 1000 block các bạn ơi. Nhưng mà đối với cái cách sắp xếp này của UB3R thì chúng ta sẽ không cần phải nhảy 1000 block bởi vì nó khá là nhanh nha. Nhảy nè anh em không? Mình vừa bước dậm chân nhảy cái là nó đã bắt đầu nhảy tiếp được nè anh em không? Oh my god. Nhưng mà để có thể nhảy qua được 5 block này thì chúng ta phải canh góc khá là nhiều các bạn. Ok. Đang khá là mượt nhưng mà tôi nhìn thấy có vẻ như là không qua được rồi. Ây da, căng nha. Nhìn có vẻ khá là đơn giản nhưng mà nó không đơn giản như mình tưởng nha các bạn. Oh my god. Oh my god, xem qua được các bạn ơi, quay trường. Hồi nãy mình đặt chuột ở đâu ta? Hình như hồi nãy mình đứng đây đúng không? Mình đặt chuột cái này hả? Oh. Ok. Let's go. Tôi không biết nó có khả thi không nữa anh em. Ôi. Ôi. Ôi, quay.
từ. Không có lắp màn hình, không có lắp màn hình, ok. Yes, 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 yes. Phải như vậy. Tôi cũng đã làm được cái pha nhảy 5 block của idol tôi rồi. Không biết mình nhảy lại lần 2 được không ta? Ok. Ok, tôi hy vọng nhảy lần 2 tôi nhảy được anh em mà. Đây là một cái loại bắt cua khó anh em, thật sự nó khó chứ không dễ. Và có vẻ như là mình phải đứng dưới cục comment block này thì nhảy nó mới ok anh em ơi. Thôi nhảy lần cuối các bạn ơi. Lần này thì dạng sự thì duyên thôi ha. Xong rồi chúng ta sẽ qua bên video tiếp theo ha. Uầy, hồi trước tôi làm không được anh em. Uầy, trưởng bây giờ làm được 2 lần nè. Yeah, yeah, yeah. Được rồi. Hôm nay nói chung là những pha bắt cua tiếp theo tôi không cần biết nó khó như thế nào. Nhưng mà ngày hôm nay là tôi làm được cái pha này là tôi cảm thấy nó đỉnh lắm rồi các bạn ơi. Chúng ta sẽ đến với video tiếp theo nha. Lại tiếp tục là núp pro, núp trung bình pro hacker rồi á. Rồi ok, đây là cách nhảy của núp nên em chỉ bật cửa sập thôi. Rồi ok, tới mức trung bình là để coi cái mức trung bình nó như thế nào đây anh em. Rồi, đặt block, ok, nó khá là VIP pro. Trung bình nó còn bấm nút của piston nữa anh em. Thật ra cái bấm nút của piston này nhìn vậy thôi chứ nó cũng phải cần am chuẩn lắm á nha. Gọi là nhảy được cái này cũng hơi bị đỉnh á. Rồi ok, đây là trung bình. Rồi pro, để coi pro làm gì đây. Ok, pro là đặt luôn cái khối redstone luôn anh em. Nè, pro là đặt luôn cái khối redstone, không cần bấm nút, đặt luôn cái khối redstone nha. Xong rồi cầm lấy cây nỏ làm gì đây. Rồi đặt lóc. Đúng là pro anh em. Trời, nhảy vòng các thứ nè. Trời ơi, đúng là pro. Rồi ok. Hình như là nỏ văng. Rồi god. Ui, bây giờ không còn hacker mà là god luôn anh em ạ. Không còn hacker nữa mà là god luôn anh em, lên tới mức thần thánh luôn nha. Tôi không biết tôi làm thần được không nữa. Rồi god ha, để coi nào. God là ok, nhảy xong rồi. God là chế tạo xe mỏ anh em. Ai, cái này phải cần nhanh tay lắm nha. Cái này phải cần đúng nhanh tay luôn á mấy má. Cái này phải cần đúng nhanh tay luôn á. Rồi ok, rồi god lại tiếp tục là bấm nút nè. Nhưng mà bấm nút này thì nó dễ hơn xíu. Rồi lập cửa. Ok, rồi đặt thuyền. Cái trick này tôi biết, cái trick này tôi biết nè. Damn bro. Cái này phải lít chuột nhanh lắm á, lít chuột nhanh mới là đổi chuẩn lắm á. Oh my god. Tôi nghĩ tôi sẽ làm luôn cái pha god này nha các bạn. Tôi làm luôn cái pha god này nha. Ok, tiếp theo là cái màn bắt cua god vừa rồi. Nhìn thôi là thấy nó kinh khủng ấy em. Nhìn thôi là thấy là hơi khó thôi nha. Thì mình có một cái nút ở đây để có thể giúp cho chúng ta lấy những cái món đồ này. Với cả là nó sẽ cho chúng ta hai món đồ hôm nay nếu như mà mình lỡ có fail. Và mình cũng bỏ bớt một đoạn để cho cái đoạn bắt cua này nó ngắn bớt anh em. Mà tại vì video của mình khá là dài rồi. Thì mình bỏ bớt mấy cái đoạn kiểu sập cửa đó anh em. Kiểu bật cửa đó, tôi thấy nó hơi thừa. Nên là tôi sẽ lấy những cái đoạn mà kiểu đặt lóc xong rồi đặt thuyền các thứ bắt cua thôi ha. Rồi ok. Bây giờ thì chúng ta sẽ nhảy màn test chứ anh em. Làm gì làm thì cũng phải có màn test trước đúng không? Ui. Wow, căng này nha. Ok, bây giờ mình phải tập luyện trước anh em. Phải tập luyện trước đã. Được, khả thi nha các bạn. Khả thi nha. Bây giờ mình sẽ tập luyện cho đến khi nào mà mình bỏ được cục ingot vào trong đây. Sau đó mình sẽ lấy được chiếc thuyền ra. Thì chúng ta sẽ bắt đầu, chúng ta đi, chúng ta nhảy thật nha các bạn. Uầy, xém được anh em. Ra được chiếc thuyền rồi, xém được. Nhảy xuống. Oh my god. Hôm bữa tôi cũng có thử lại cái pha của Dream. Tôi cũng làm y chang vậy nè các bạn ơi. Nhưng mà là chế tạo thuyền. Và cái đoạn nó khó hơn rất nhiều, tôi còn làm được. Không thấy đoạn này tôi làm không được. Ok. Yes, ok. Bây giờ quen tay em xíu nữa là đoạn này nó easy rồi các bạn ơi. Rồi, thế tôi quen tay rồi đó. Bây giờ mình sẽ bắt đầu vô mình thực hành luôn nha các bạn. Để game mất không luôn. Ok. Này nhìn nó quen quá ta. Hình như idol của tôi anh em ơi. UB3R. Đúng không? Đúng nè. Đúng luôn, nhìn cái skin là đúng luôn. UB3R. Trời ơi. Cái pha này khó lắm á, nhìn nhau khó lắm á. Đây là một trong những cái pha mà tôi đã từng thử rồi, nhảy 16 block. Tôi không nhảy qua được anh em. Đỉnh thiệt sự luôn á.
Tôi nghĩ là phải nhảy ở phiên bản thấp anh em, mà còn phiên bản cao chắc nhảy không được đâu ha. Được rồi anh em, tôi sẽ cố gắng thử hai pha này qua idol của tôi. Nhảy được hay không thì dặn sự tùy duyên nha. Ok, chính xác thì cái chỗ bắt cua nó là như này nè anh em. Hồi nãy tôi coi ở trong video thì sẽ là chạy ở đây xong. Wow, căng gì nha. Ây cha, bình thường mà để nhảy cái vòng chữ C này là nó cũng đã quải trưởng anh em. Nè từ từ, bình thường nó nhảy cái vòng chữ C qua đây thôi đã, nó cũng đã là một cái gì đó nó quải trưởng rồi. Tức là nó còn bị chặn đầu nữa anh em. Sao bây giờ nó còn thêm cái hàng rào ở đây nữa cha. Ây cha, căng này nha. Bình thường vòng chữ C mình sẽ nhảy như này, bây giờ có thêm cái chặn đầu hả? Oh my god. Wow, tôi nghĩ theo nguyên lý bình thường là mình sẽ nhảy vòng ra ngoài ha, nhưng mà mình phải nhảy vào trong hai cái kẹt này nè các bạn. Đó, mình phải nhảy lên vào trong hai cái kẹt này. Thì nó mới nhảy lên được anh em. Còn không lọt cho được hai cái kẹt này là chịu đó. Ở trong video thì idol của tôi đứng đây. Đó, xong rồi chuột ở đây. Wow. Trong video tôi chậm anh em ạ. Tôi cần phải biết tốc độ chuột chính xác thì tôi mới có thể quay được. Wow. Ê, tôi nghĩ cái đoạn này sẽ là cái đoạn hạ gục cái chuỗi thắng bây giờ của tôi á anh em. Trời ơi, đúng là idol của tôi vậy, toàn mấy pha khó. Ví dụ đi, bây giờ mình không chặn đầu đi ha. Bây giờ nó không có cái vòng chữ C trên đầu mình cũng khó nhảy nữa các bạn. Đỉnh thiệt. Sao idol tôi nhảy được vậy? Sao idol tôi nhảy được hay vậy? Nhảy bây giờ nó không qua được anh em. Tôi làm cách nào nó cũng không qua được nha. Anh em nào biết cách tranh gốc của cái này hay là nhảy cái đoạn này anh em chỉ tôi nha, để tôi rồi là mở mang tầm mắt tôi luyện tập anh em ơi. Oh my god. Ơi, quả này mình chịu thua nha anh em, pha này mình chịu thua nè, pha này mình không làm được nè. Bây giờ chúng ta sẽ thử tiếp cái pha 16 vlog nha. Cái pha 16 vlog tôi nghĩ chắc là phiên bản cũ. Phiên bản mới này thì hơi khó anh em. Tại phiên bản mới này nó sẽ không có bị delay cái đam xương rồng. Nhưng thôi mình cũng sẽ thử ở phiên bản mới này luôn ha. Tại vì Minecraft cập nhật lên là để chúng ta update mà. Yeah. Ơi anh em, mình đã xây một cái đường băng dài giống như idol của mình. Thì cái đường này nó dài 40 block nha các bạn ơi. Nó có một cái tấm mấy cái tấm đại đẩy trên đầu nè. Nhưng mà mình nghĩ là 40 chưa đủ đâu nên mình sẽ cho ra thêm anh em ạ. Nói chung là con người mà ai mà chẳng có tham đúng không? Nên mình sẽ cho nó ra thêm một xíu nè. Rồi ok. Ở cuối đường thì nó sẽ có một cái cây xương rồng. Khi mà chúng ta dính đam cái xương rồng á thì thường khi mà anh em dính đam xương rồng anh em hay nhảy cao được 1.5 feet nha các bạn. Thì khi mà dính đam cái xương rồng thì anh em hay nhảy xa hơn hoặc là nhảy cao hơn. Thì ở đây thì idol của mình đã áp dụng cái gọi là nhảy xa hơn các bạn ạ. Và nãy tôi nói nhầm, ở trong cái clip mà anh em coi là 18 block lần chứ không phải 16 block nha anh em. Ở đây thì mình không có tự tin nhảy được 18 nên mình thu hẹp lại 2 block còn 16 thôi. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ vào vị trí nè. Game mode không vô. Ok, bây giờ chạy thử lần 1 nha. Oh my god, khó nha. Tôi nhìn thấy có vẻ là nó khó đó anh em ạ. Ui, bây giờ tôi sẽ nhấn liên tục cái phím cách nha các bạn. Oh my god, để cuối đường này mình đập đi một cái cửa sập coi sao. Nói chung thì idol của mình không có show cái đường nhảy nên là mình cũng hơi khó để pha quan sát các bạn. Khoan từ từ, tôi mới coi lại idol tôi như này nè. Đó, như này mới đúng anh em ạ. Trời ơi, hàng chi nãy giờ nhảy hoài nhảy không qua. Lại thử nè. Ôi da. Ui dồi, căng anh em ạ, đoạn này cũng căng anh em ạ. Đoạn này cũng căng ạ. Ui, toàn được nửa đường thôi anh em ạ. Nó toàn được nửa đường thôi. Ok, mình sẽ thử nối dài cái đường này ra thêm miếng nữa các bạn ơi. Ok, mình sẽ nối dài cái đường này ra như thế này nha các bạn. Để coi là nó có xa hơn không nha. Thử nha. Nhưng mà xa như thế này sẽ mỏi tay hơn anh em ơi. Oh my god, sao nó cũng vậy. Để mình thử để cái cây xương rồng ở xa xíu anh em ạ. Xa khoảng 2 lóc coi được không nha. Ok. Vô. Hy vọng là được. Được đi. Còn nếu mình để nó gần sát bên luôn thì sao ta? Ok, thử nha anh em. Hai cây xương rồng nữa anh em ạ. Nó chỉ nhảy cao hơn thôi anh em, chứ nó không nhảy xa hơn. Ok, mình sẽ thử tách hai cây xương rồng này ra xa nhau thử. Qua nè. Lần này là qua nè. Coi như lần này mình lại thất bại rồi anh em à. Đã thất bại thêm một lần nữa rồi, trời ơi. Trời ơi, nãy giờ chuỗi thắng luôn á. Ok, bây giờ để mình thử coi nếu mình nhảy cái này thì mình sẽ nhảy được bao nhiêu block nha các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 block hả? 7 block thì ít quá các bạn ơi. Với mấy cái lấy đà như này mà 7 block thì ít quá.
Hình như là 8 block, 8 hay 9 block ta. Để mình thử 9 block thử coi sao ha. Ok, 9 block thì được anh em. Bây giờ mình thử 10 block có được không nha. Ok, mình nâng lên từ từ anh em. Thử coi 10 block được không, chứ nãy tôi thấy là nó có cái kèo 10 block được anh em à. Ok, mình chỉ có thể dừng lại ở 9 block thôi anh em à. Thêm không được rồi. Ôi mày ơi, mỏi tay quá, tay tôi nhức mỏi anh em ơi. Tay tôi đau lắm rồi á. Tôi không ngờ là tôi bị idol của tôi set down anh em à. Quả trưởng thiệt. Đang chuỗi thắng luôn anh em, đang chuỗi thắng luôn á, bị set down quả. Bị set down quả, quả trưởng thiệt các bạn à. Oh my god. Nhưng mà phục, nhưng mà phục. Và sẽ là cái này khó, cái này siêu khó luôn. Oh my god. Có anh em nào đã làm được cái này chưa, hay là anh em có biết cái trick nào để gọi là thực hiện được cái này không, thì đừng quên để lại bình luận phía bên dưới nha các bạn ơi. Và nếu như các bạn có bất kỳ cái video hay là bất kỳ cái trick bắt cua nào mà các bạn cảm thấy kiểu nó khó khăn mà muốn mình luyện tập để có thể show cho các bạn coi nữa, thì đừng quên comment và cho video này đạt được 10.000 like nha. Còn video đến đây cũng đã kết thúc rồi, và có lẽ là mình sẽ tạm biệt các bạn tại đây. Và chúc các bạn có một ngày tốt lành. Bye bye.